7 thực phẩm làm sạch lá gan một cách tự nhiên. Thứ nhất đó là nho. Nho nó chứa vitamin C, chất chống oxy hóa rất hữu ích giúp gian, gan gan này giải độc, làm sạch hệ thống tiêu hóa khỏi những cái chất độc hại có khả năng gây những cái bệnh lý về ung thư. Thứ hai đó là chanh. Chanh thì nó cũng như nho, chanh chứa nhiều vitamin C hỗ trợ quá trình làm sạch gan. Nước chanh đặc biệt là giúp kích thích gan để hoạt động trơn chu hơn và hiệu quả hơn thứ ba đó là củ nghệ thì cái curcumin có trong nghệ nó sẽ giúp tăng cường giải độc gan bằng cách hỗ trợ các enzyme đào hại chất gây ung thư từ chế độ ăn uống thứ tư đó là bưởi bưởi nó chứa hàm lượng vitamin c cao và những cái chất chống oxy hóa bưởi làm tăng quá trình làm sạch tự nhiên của gan một cái ly nhỏ nước ép bưởi hoặc là chúng ta ăn những cái muối bưởi á, nó sẽ giúp nâng cao sản lượng những cái enzyme giải độc gan giúp đào hại những cái chất gây ung thư và những cái chất độc khác thứ năm đó là bắp cải bắp cải thì nó chứa các enzyme cần thiết giúp giải độc gan và làm sạch đường tiêu hóa các loại khác như là rau xà lách súp lơ trắng và súp lơ xanh cũng chứa những cái enzyme tương tự thứ sáu đó là tỏi chỉ cần một cái lượng nhỏ tỏi các uh, trong chế độ ăn hàng ngày thôi có khả năng kích hoạt các enzyme giúp gan có thể đào thải độc tố tỏi nó còn chứa hàm lượng lớn alicin và cái silen, hai hợp chất tự nhiên giúp làm sạch gan thứ bảy đó là trà xanh trà xanh có cái chất chống oxy hóa thực bật được gọi là catechin và một hợp chất được biết đến để họ là một cái hợp chất mà giúp hỗ trợ chức năng gan giúp tăng cường đào thải độc tố hãy theo dõi kênh của bác sĩ minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé